Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong clip của ngày 28 tháng 4 năm 2020, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rất vinh dự được chào đón hai anh khách hàng đến từ Hà Nội. Anh về cửa hàng âm thanh Đức Hạnh trong buổi chiều ngày hôm nay thì anh lựa chọn được một chiếc đài bên cửa hàng cung cấp có mã là SAP QT90 màu vàng gold. Vâng, hiện tại thì bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có những chiếc đài khi cập bến với cửa hàng thì được những vị khách hàng chốt đơn rất là nhanh. Thì điển hình như cửa hàng bây giờ chỉ còn một chiếc đài SAP mang mã số GF700 cùng với một chiếc đài SAP mang mã số là QT88 màu đỏ vẫn còn bên cửa hàng. Vậy những vị khách hàng có nhu cầu đam mê yêu thích và sưu tầm những sản phẩm như vậy, quý vị và các bạn có thể theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh mỗi một buổi tối, hoặc quý vị và các bạn có thể theo dõi vào mỗi buổi sáng sớm khi cửa hàng thông báo hàng về trên kênh của mình, để cho những vị khách hàng theo dõi kênh hàng ngày được biết những sản phẩm gì đã có chủ và những sản phẩm gì hiện còn bên cửa hàng. Quý vị và các bạn có thể chốt đơn và đặt hàng bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, liên tục thì cửa hàng cũng vẫn được chào đón những vị khách hàng trực tiếp về cửa hàng lựa chọn các thiết bị audio cũng như những sản phẩm hàng sưu tầm bên cửa hàng cung cấp. Vâng, điển hình như những chiếc đài, những sản phẩm về audio thì cửa hàng cũng cung cấp ra thị trường khá là nhiều những sản phẩm đẹp và chất lượng, cũng được rất nhiều anh em trên mọi miền tổ quốc mến mộ và tin dùng. Vâng, trong thời gian tới thì cửa hàng vẫn cập nhật những chiếc đài khủng về với cửa hàng như những chiếc đài 983, 3 số 7 và những chiếc đài có chạy đĩa than. Bên cửa hàng thì vẫn có đủ các modem. Vâng, vì do dịch Covid vừa rồi thì cửa hàng cũng về được một số các thiết bị và cũng ít hơn, thì những vị khách hàng cũng quan tâm rất là nhanh. Vâng, vậy cửa hàng làm clip ngắn như vậy thông báo trên kênh của mình cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh được biết chiếc đài SAP QT90 màu vàng gold thì tại thời điểm này cũng đã được nhận chủ mới. Anh có địa chỉ tại thành phố Hà Nội. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.